Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Đồ Gỗ Thành Luân trên YouTube. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2016. Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị cái video clip đang oánh si, hoàn thiện oánh si cái bộ bàn ghế trường kỷ tam cấp tay cuốn bằng gỗ gụ cho một khách hàng, đó là anh Bùi Hưng. Anh ở thôn Nam Chính, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa. Này quý vị đang thấy cách Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi nếu mà đi tắt chỉ được khoảng 5-6 cây thôi. Rất ở gần Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Đây, anh Bùi Hưng ở Nam Chính, Minh Đức, Ứng Hòa. Bộ trường kỷ tam cấp tay cuốn đục tùng lộc cúc kê này thì là rất quen thuộc với Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi rồi. Hiện nay là chúng tôi đã hoàn thiện xong cái phần si, đang chuẩn bị hoàn thiện lốt các cái khâu chỉnh sửa cho ngon lành, cho đó chúng tôi sẽ bàn giao cho gia đình nhà anh Bùi Hưng. Anh chị đã ra tận cửa hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để đặt hàng. Hôm nay là mùng 5 tháng 9 chúng tôi là bắt đầu dựng lên, và bây giờ chúng tôi sẽ lắp ráp lên, lắp ráp tạo một cái đoạn cái ghế dài, cái trường dài để quay cho anh chị thấy được. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Thành Luân, làm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ba chặt đúng rồi. Đó đấy. Đấy, cẩn thận, chết chết chết. Đấy. Đây. Đường nét này. Đây là đục cúc kê, quý vị đang thấy trên màn hình đây là trường này là đục cúc kê. Cái cánh này là đục cúc kê. Ở đây ở hai tay này chúng tôi đục cuốn thư. Rất đẹp. Đây là ở giữa, vách giữa của chiếc trường dài này là đục tùng lộc. Tùng lộc tức là cây tùng và chú hiêu. Hiêu và lộc tượng trưng cho tùng lộc, rất chi là ý nghĩa. Phía trên này chúng tôi là đục mai cải thọ. Rất đẹp, rất đẳng cấp. Các bộ bàn ghế này là cái lối sở trường của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Quý vị có thể gọi là trường Huế cũng được. Trường Huế tam cấp đục tùng lọc của cúc kê, tay cuốn, hàng thửa được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi dựng lên. Quý vị có nhu cầu liên hệ với chúng tôi 0972 770 888 hoặc 0967 110389. Đội ngũ thợ của tôi đang lắp lên để dựng thành bộ. Ngày mai, ngày mùng 6 là ngày tốt ngày, và anh chị cũng đã hẹn chúng tôi là sáng ngày mai anh chị lấy hàng. Tôi đã bán rất nhiều các bộ bàn ghế đẳng cấp này, thêm tí nữa. Rồi. Và phía này là chiếc bàn. Rất đẹp. Và phía ngoài này là bộ bàn ghế Minh Quốc Đào Yếm Cong, hàng VIP được chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chú Lợi. Chú ở thành phố Hồ Chí Minh. Công nhân chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện khâu đánh vách ly. Đây là một chiếc trường dài tiếp theo. Bộ bàn ghế này gồm có 5 thứ, 2 trường dài và 1 bàn cộng 2 đôn. Như vậy là quý vị đã thấy đây. Bộ bàn ghế này của chúng tôi đã dần thành hình rồi. Hết rồi. Cái đầu này gõ sang bên đây, hiện nhưng từ từ nhưng này là gõ sang bên này tí cho khít. Ra ra đi. Xuống đi, xuống được đấy. Bên dưới nha, để bên dưới nha. Tay chưa gõ vào, ông Bình đã cho vào rồi. Đội ngũ chúng tôi đang oánh si lại. Oánh si theo đúng lối cổ. Và độ riêng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi chuyên làm theo lối cổ truyền, oánh si và oánh vách ly. Rất chi là đẳng cấp. Đây phía hai bên cạnh đây là đục cúc kê, quý vị đang thấy đây. Cúc kê là những chú gà trống gọi là cúc kê. Rất có ý nghĩa. Từ từ hết, tháo tháo ra, tháo ra. Đá đá cái này sang tí.
là tùng lọc. Rồi, tốt. Rồi. Tiếp theo, cái vách tiếp theo. Đấy, xuống là xong. Và như vậy là một chiếc trường của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã lên rồi, lên hình rồi. Và chú Biên tránh nhà cháu quay tí. Bộ bàn ghế gồm 5 món, gồm có 2 trường dài, 1 bàn và 2 đôn. Quý vị đang thấy trên màn hình đây. Rất đẹp, rất đẳng cấp. Chúng tôi xin nhắc lại, lắp lốt lên để đánh. Hôm nay là mùng 5 tháng 9 năm 2016. Mùng 5 tháng 9 âm lịch, tức là mùng 5 tháng 10 năm 2016. Chúng tôi giới thiệu bộ bàn ghế trường tam cấp tay cuốn đục tùng lọc cúc kê. Bộ bàn ghế này đã có khách hàng đăng ký, đó là anh Bùi Hưng, anh ở thôn Nam Chính, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Đấy, cách đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đi tắt chỉ độ khoảng 5-6 cây thôi. Ở đây chiếc bàn đây, đục rất đẹp, rất đẳng cấp. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Quý vị đang xem clip chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân nằm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào lại quý khách trong những video clip sau.